kiểu đèn phía sau xe như là mắt cứu vậy. Biển số xe cũng rất đẹp nữa, Salama 22666. Lưng cá mập. Đây là xe tải chở hàng Isuzu. Xe này có tải trọng là 4. Đây là xe kia chở. À, đường bên tới nước ngập rồi. Không quay nước ngập kênh Tây Đô Thành. Xe tải chở hàng thì những cái xe này á hả chỉ chở những hàng như là bánh tráng, nói chung là hàng không phải hàng đông lạnh. Còn những xe hàng đông lạnh thì người ta sẽ ôi má mày, xe đó là xe kia kia. Và đặc biệt một điều là đi những xe này không sợ ướt nước mưa và cũng không sợ mặc áo mưa. Ủa không cần phải mặc áo mưa. Đúng, đi xì bo của tôi là phải mặc áo mưa chứ. Không mặc áo mưa không được đâu. Mà ngồi xe đó làm sao mà biết được cảm giác mưa, ướt nước mưa như thế nào. Đây là Vios. Bên kia cũng Vios. Vios, ở chiếc này đẹp hơn chiếc kia nha. Vios này đẹp hơn chiếc Vios hồi kia. Là nó sẽ xe nó sẽ có rất nhiều mẫu mã. Đây là một loại kiểu xe nhưng mà mẫu mã nhiều kiểu. Chibo của mình là phiên bản đặc biệt. Cũng là Chibo nhưng mà thuộc loại cùng đời.